Ok, vai vai Em thấy cái gì vai chưa vai côn? Em thấy cái gì chưa? Thôi dạ. Trời. Ok. Ủa? Mẹ, con game này có cứt quá. Ủa? Ok. Má nó còn xét điện nữa chứ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nam Cun. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Nam Cun sẽ chơi Roblox Escape Evil Escape Mom nha mọi người. Là trốn thoát khỏi mẹ kế. Ôi, mẹ kế, ở đây. Ở đây, mẹ kế, tôi là một con robot hả? Tao. Mày là một đứa trẻ hư. Đây là thời gian mày sẽ bị phạt. Mày sẽ không thể, lộn, mày có thể đi ra ngoài cho tới khi nào mày tốt lên và mày cư xử tốt. Cư xử đúng đắn. Trời ơi, bà ác vậy, bà nhốt anh ở trong cái chuồng nè. Anh đâu rồi? Nè anh này dưới nè. Ủa sao em lại ở trên này rồi? Ừ kìa. Ủa mà khoan, tại sao mẹ kế của tôi lại là một lại là con robot là sao ta? Không lẽ gu ba tôi mặn vậy? Chắc vậy. Em lấy được một viên pin nè. Em lấy được một viên pin cái này nè. Pin đâu? Pin ở đâu? Trên đây. À đây. Còn một cục nước, còn một cục nước cool ơi. Nó kêu là còn một cục nữa. Phải tìm hai cục lận. Ở đây cô với cô đều chơi chế độ hát nha mọi người. Đấy, hát là khó. À đây, trong tủ cô ơi, trong tủ. Ok thế rồi. Rồi. Ngon lắm. Bỏ pin vô kia, Ấy. Ủa. Ủa. Cũng như không. Thằng Cun còn lao. Không muốn nó cái chùm, nó rớt cái chùm chết, dưới chết này. Chết phát mất cục pin chưa? Chưa mất luôn hả? Ngon. Ở vậy leo lên trên cao nè Cun, leo lên trên cao nè. Ê, mình chết một phát tự nhiên nó xàm lông thiệt sự à. Xàm cái gì? Do mình cùi bắp thôi. Ok, có điện rồi. Xuống. Vậy là chúng ta đã thoát được khỏi gác mái rồi. Bây giờ chúng ta xuống, nhiều khi chúng ta sẽ đối mặt với bà mẹ. Chưa. Bà mẹ kế. Bà mẹ kế nha. Bạn muốn chuyển đến trạm kiểm soát. Bỏ. Không có skip. Chơi mà chơi skip là bẩn thỉu. Không bao giờ skip. Bao nhiêu đâu? Ủa sao con game này cũng không để góc nhìn thứ nhất được ta? Ủa phải bấm đúng ba cái nút lận nha. Chứ một cái nút là không có được đâu, ba cái nút mới được. Rồi. Thấy chưa, không hiểu tại sao thằng cu nó lại chết luôn ấy thề. Em bị kẹt góc nhìn. Cái game này có một cái góc nhìn ra đâu ra mà kẹt góc nhìn, nó không hiểu luôn ấy. Rồi ngon. Ngon. Hướng nào vậy? Rồi anh được ba cái rồi. Ủa em bấm được mấy cái? Em đang kiếm cái của em nằm đâu rồi. Đây nè, cái thứ hai đây nè. Thấy không? Đây nè, quay lại. Đây nè. Bấm vô. Rồi. Ủa, bấm rồi hả? Rồi, tiếp. Rồi em thấy chỗ này mấy cái đèn màu xanh. Hai. Rồi cái nữa, lấy ra ba. Chỗ này. Đây, ra ba đây. Cùi mà không có cùi là không sống nổi. Rồi, vô đây. Giỏi nữa. Rồi, bấm đây. Bấm. Rồi đi. Phải, ba cái nút. Rồi ôi, không có tôi là chết rồi. Thiệt cái chứ. Chắc đúng rồi đó, không có anh kia là anh. Rồi, ôi. Tụi mày chưa có hết thời gian phạt mà, tụi nhóc hư hỏng kia. Tao sẽ phạt tụi bay. Trời ơi bà ác quá, Cun ơi, đi đâu đây? Anh à. Bà đang đâu vậy? Bà. Chết rồi. Bà đâu? Anh có thấy bà đâu? Em sao vậy Cun, anh có thấy bà đâu Cun? Được, em à đây, chìa khóa trong bếp Cun ơi. Ơi, bả trong bếp nè. À, mỗi người một ấy rồi. Đúng, bả trong bếp. Chạy nhanh lên. Kỳ. Có kỳ rồi. Ủa, nhưng mà tại sao mình không thoát được bên ngoài mà mình phải chui xuống tầng hầm là sao ta? Cun ơi, xuống hầm Cun ơi. Ê, đợi em xíu, em lấy chìa khóa chạy ra, bả đang dí em rồi. Rồi, vô. Rồi, ok, xuống. Ấu, khổ không ha. Nhìn góc nhìn thứ nhất nữa. Không, để bởi vì game này có cho góc nhìn thứ nhất đâu, tức thiệt cái chứ. Tưởng thế nào? Thấy chưa, cô thấy cái gì? Men. Tưởng thế nào đâu? Ê, tào lao thiệt chứ. Không có gì mà tào lao đó. Không, tại nó hên thôi. Coi này, bây giờ không bao giờ chết luôn gì? Nè. Cun chết rồi đó. Ê kìa. Xàm lông nách.
thiệt chứ. Tại yêu này, trời ơi, tưởng ra thế nào, tài ba thế nào, cũng chết như thường. Tại nó xàm quá. Ôi, nè, thấy chưa, giờ qua nãy giờ không chết luôn nè, cả nãy nó hơi tào lao thôi. Giỡn. Hên cho đấy, em đấy. Đi. Cái đó gọi là em hên đi, chứ không có anh là nãy giờ em chết rồi. Đâu. Chưa chết. Chưa chết. Cứu anh, cứu anh. Đỉnh cao chưa? Mày đấy. Anh nói còn cái nữa nè. Ủa còn gì? Này là gì? Ủa này dễ mà. Những này dễ mà, em nói gì đâu. Ủa vậy mà anh chọn hát không? Toàn đưa ra cái ba dâm ba cái dễ không mà. Trời ơi, thanh niên này. Ở đây đúng chỗ này nhảy qua đúng không? Ghê chưa. Ghê. Đúng gì mà. Qua, lên. Phát bốn kia luôn ạ. Tôi nghi lắm mà. Tôi nghi là lúc nào cua nó cũng sẽ ngủm cua tèo mà. Ảo vào. Cái tiền sự đi lại từ đầu rồi. Nè chết nữa nè, chết nữa nè, coi nè, coi nè. Đúng. Sao mà chết được. Nè, ôi, hình đấy. Mày quá. Hình đấy. Mày đúng, tí là okay. lố. Mình vẫn còn ở trong nhà nha, mình vẫn còn ở trong nhà rồi xong. Good. Ui, à đứa trẻ có sẽ nghe lời mẹ và ba. Tụi mày không có giống như vậy. Hãy để mẹ dạy cho tụi mày thành một đứa trẻ tốt. Tụi ơi, dữ quá. Trời ơi, cái bà mẹ gì mà bà mẹ robot hai tay à. Thiệt. Ê, tìm hai chìa khóa của anh ơi. Anh nghĩ là trong hai cái phòng hai bên á. Trong hai cái phòng hai bên nó sẽ có cái chìa khóa đấy. Vô lấy đi. Em tìm thấy một cái nè. Đó, trong hai phòng đây một cái nè. Anh cũng tìm thấy một cái nè. Còn một cái nữa. Ủa nhưng mà chìa khóa à, bà mẹ này là có nghĩa là hình như là ai cũng thấy hay sao đâu, hình như không phải. Của à, anh cũng của ai người đó thấy. Mỗi người một bà mẹ rồi. Mỗi người một bà mẹ rồi. Đúng rồi. Ủa mà nãy giờ mình đi cái đâu mà sao nãy giờ mình không thấy ta? Ồ, chìa khóa thứ hai đây, trên kệ. Ok, anh cũng đủ rồi, vô đi cô ơi, đi. Ra mở cái cửa cô ơi. Từ bả được em rồi, để em. Bả đi chậm mà, bả có đi nhanh đâu. Đúng rồi, nhưng mà bả được em. Đâu rồi, đi, em ra tới cửa rồi nè. Anh ra rồi, nhanh cô ơi, bả giết anh bây giờ. Em qua rồi. Ừ, vô đi, anh vô trong, đợi em nãy giờ nè. Hả? Ủa, trượt. Bay. Úi trời ơi. Đừng có chết nữa nha cô. Nó trường nó không bay gì hết á. Bay nè, bay. Trời ơi, cái đó mà không bay chắc chết tôi luôn quá thầy. Ok, quá rồi. Ôi trời ơi, bà ác thế. Cái này bà chặt cái gì của mình vậy? Chặt tít anh đấy. Chặt đuôi anh đấy. Không cái gì lòi là chặt. Rồi qua. Từ. Qua. Ồ khoan, của em thấy giống anh không ta? Qua. Y chang luôn á chú đúng không? Y chang luôn mà. Ừ. Qua. Ok. Từ lưu chất bon. Qua. Chết à. Ôi trời ơi. Con game nó xạm. À, mẹ em chết thôi. Mẹ em chết. Đây là xạm. Nó cào lao quá thiệt. Mày quá qua. Qua. Trời ơi, cái gì thế? Vậy mà nó không cho lên. Qua. Lên. Ok. Oh, ok, lên. Lên đây mà đi lại với hai vị. Wow, ngon, chết bon rồi. Đây, lên rồi. Còn nào khó hơn không? Bum, ở kìa. Bum, ok, qua được rồi. Qua. Qua. Cuồn chết. Ơ kìa. Nè coi đó, chết rồi nè. Chết rồi nè. Chết. Ừ, hên đấy. À, không tìm được nguyên tắc là nó là được. À, tìm được rồi đúng không? Ừ. Qua. Wow. Ôi, đỉnh cao. Qua, không qua được luôn. Ôi trời. Cường thế nào? Qua, wow, ok. Cái gì vậy? Trời mát cái gì vậy? Ú là trời. Cái này khó nha cô anh.
cái chỗ cái chỗ kia nó đi ác lắm ấy. Khó ra nhưng mà dễ với em. Em hên thế nhỉ. Anh bắt đi qua đi. Xàm dữ vậy trời. Tao đáo quá đi mất dép luôn rồi. Thằng cu nó qua dễ dàng nha, đúng là. Ủa, chỗ nào có lưu chất bệnh? Man. Ủa, em chết rồi hả? Yeah. Ơ kìa. Hey. Chết, hey. Chết. Mày. Chỗ đó em chạy thẳng qua luôn. Ôi. Bạn đâu chạm được tới luôn. Anh chỉ càng chạm vào cái chỗ đi thôi là anh qua rồi. Cây thiệt chứ, xui dữ vậy trời. Bạo bạo cái này đúng khó luôn á. Chết. Cái gì chưa gì mà. Đừng, đang canh, đang canh. Em chạy qua đi em, kia chạy qua. Ok, qua rồi. Chết chỗ kia rồi. What? Ok, bye bye. Em thấy cái gì chưa cô? Em thấy cái gì chưa? Thôi đã. Ok. Ủa? Mẹ, con game này có cứt quá. Ủa? Ok. Má nó còn xét điện nữa chứ. Qua. Cứ qua được rồi. Ê, qua rồi. Ok. Con game này. Quá. Quá được rồi. Quá. Ôi, mẹ ra, bắt mẹ ra. À, cái gì vậy? Bây giờ mới được giết con mẹ nè, đậu không vào. Vô. Ê, khó quá. Được. Rồi. Cái việc bầm. Cuộc tức quá. Tôi chơi con game này xong ối má luôn, không làm được gì. Bắn bà mẹ đi. Wow. Đây, đang bắn đây rồi. Ừ. 1000 máu lận. Bum. Ôi ôi, phải kích đúng 100 lần nha, phải kích đúng 100 lần nha, không là chết đi. Đùng bả xỉu rồi. Giờ là win rồi đó cô, giờ là win rồi đó, win rồi. Đi luôn nào. Rồi, ủa đi đường nào? Đi đường này. Yeah. Ôi. Ôi. Bay lên luôn nè cô ơi, bay lên. Ủa. Ôi. Ấy nó mở cái cửa ra luôn rồi nè. Ui. 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 Vậy cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời nó bắn pháo bông mình lại đi rồi, nó tưởng nó bắn cái gì cơ chứ. Wow, bắn pháo bông nữa kìa. Trời đất ơi. Ui. Ai gọi ok, chúc tôi với Kun sẽ dừng video này tại đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này đừng quên bao lần cho mình và Kun một like, một share và đừng quên sau đây cho đồ có hai đứa bên nhá. Bye bye. Bye bye.